Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 9 tháng 3 theo giờ Việt Nam, 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã chính thức đặt bút ký vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi tắt là CPTPP tại Chile. Hiệp định CPTPP chính thức được ký kết tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân các quốc gia thành viên. Trong đó thì Việt Nam được đánh giá là quốc gia sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định này. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội, đòi hỏi chính phủ và bản thân các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nỗ lực rất lớn. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lễ ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã diễn ra tại thủ đô Santiago de Chile dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Michelle Bachelet. Tham gia lễ ký kết có đại diện 11 quốc gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã tham gia lễ ký. Tại sự kiện ký kết CPTPP, Bộ trưởng 11 nền kinh tế cũng đã đưa ra tuyên bố chung, có 4 ý chính. Thứ nhất, các bên tuyên bố ký hiệp định. Thứ hai, khẳng định CPTPP sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tất cả các bên. Thứ ba, là các bộ trưởng khẳng định sau lễ ký sẽ về thực hiện các thủ tục trong nước để thông qua hiệp định, làm sao đưa hiệp định vào thực thi trong thời gian sớm nhất. Và ý cuối cùng của tuyên bố chung là các bộ trưởng CPTPP hoan nghênh tất cả các nước, các nền kinh tế quan tâm, bày tỏ ý định muốn tham gia hiệp định CPTPP. Về cơ bản, CPTPP vẫn giữ nguyên nội dung so với phiên bản gốc với 8.000 trang và chỉ tạm hoãn thực thi 22 điều khoản, chủ yếu liên quan tới sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa 11 nước thành viên. CPTPP chính thức được ký kết sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân các quốc gia thành viên. CPTPP với cam kết mở cửa thị trường là thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bảo hộ hiện nay trên thế giới, cũng như hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho 11 quốc gia. Hiệp định này sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới với một thị trường khoảng 499 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội GDP vào khoảng 10,1 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm 13,5% GDP thế giới. Sau khi các nước hoàn thành thủ tục cần thiết trong nước và cần ít nhất 6 quốc gia thành viên ký phê chuẩn thì 60 ngày sau, hiệp định sẽ có hiệu lực. Dự kiến vào năm 2019, tạo ra một hiệp định thương mại tự do đa phương có phạm vi rộng chưa từng có, bao phủ toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dự kiến ngay sau khi hiệp định được thực thi, từ 95 đến 98% số dòng thuế giữa các quốc gia sẽ về 0% ngay lập tức. Các dòng thuế còn lại sẽ theo lộ trình trung bình từ 5 đến 7 năm. Nhiều tính toán cho thấy Việt Nam sẽ là nước nhận được nhiều lợi ích khi CPTPP được thực thi, không chỉ tác động đến lĩnh vực kinh tế, còn mà hiệp định CPTPP sẽ tác động tích cực đến Việt Nam đến nhiều khía cạnh khác nhau. Sau rất nhiều kỳ vọng vào những lợi ích mà hiệp định TPP mang lại, đến nay doanh nghiệp xuất khẩu dệt may này vẫn hoàn toàn kỳ vọng vào hiệp định này dù không có sự tham gia của Mỹ, một đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp dệt may thì khi ký các cái hiệp định thương mại tự do thì hầu hết là các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Và nó tùy thuộc vào các cái doanh nghiệp, mỗi một doanh nghiệp lựa chọn một cái thị trường khác nhau. Nếu như các doanh nghiệp lựa chọn thị trường Úc, thị trường Canada thì các doanh nghiệp đó sẽ hưởng lợi rất là lớn vì các cái khách hàng của họ, truyền thống của họ là xuất đi các thị trường đấy, và sau khi ký các cái hiệp định thương mại thì họ sẽ được hưởng các cái thuế suất là không bằng không và họ sẽ có cái cơ hội nhiều hơn để xuất vào các thị trường đấy. Nhiều kết quả phân tích ngay sau khi Mỹ rút khỏi TPP cũng cho thấy, dù mức lợi ích CPTPP đem lại cho Việt Nam không lớn như TPP, hiệp định này vẫn được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
Cụ thể, khi tham gia vào CPTPP cùng 10 quốc gia khác sẽ tạo ra cơ hội để gia tăng xuất khẩu các mặt hàng lợi thế của Việt Nam thông qua các ưu đãi thuế, cộng với kinh nghiệm tích lũy được khi xuất khẩu ngày càng nhiều vào các thị trường trong hiệp định. Một số ngành như dệt may, da giày, một số ngành thâm dụng lao động khác, Việt Nam vẫn được lợi, vẫn tăng xuất khẩu. Tôi rằng là với doanh nghiệp, cái điều rất quan trọng là phải tiếp cận được những cái cơ hội mới của thị trường, đặc biệt là từ cái việc mà hội nhập với thế giới của chúng ta đang được nâng lên một tiến độ mới. Như chúng ta đang nói về những hiệp định thương mại song phương, rồi thì những hiệp định thương mại đa phương, trong đó có cả như là cái CPTPP, và thì đây là những cái cơ hội có thể nói là có tính đột phá cho các cái ngành dệt may và những cái ngành công nghiệp chế biến chế tạo của chúng ta. Trong cam kết mở cửa thị trường, các nước tham gia CPTPP dành cho Việt Nam sự ưu đãi ở mức độ rất cao ở nhiều dòng thuế. Ví dụ trước đây, Nhật Bản chưa mở cửa thị trường cá ngừ. Nay với cam kết của Hiệp định CPTPP, Việt Nam đã có thêm những cam kết tốt hơn. Tương tự, nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản và đặc biệt là sản phẩm công nghiệp của Việt Nam thông qua CPTPP sẽ có thêm nhiều thế mạnh. Đặc biệt là những cái ngành nông sản. Những cái ngành mà chúng ta đang có lợi thế xuất khẩu trên dưới 10 ngành mà đang có cái tỷ trọng xuất khẩu trên 1 tỷ đô la đó, thì rõ ràng đó là những ngành có lợi nhất. Trong đó đặc biệt là thủy sản cũng như là một rau củ quả. Rồi ngành dệt may, da giày cũng là những ngành mà sẽ có triển vọng. Ngoài ra nữa là một số những ngành liên quan tới đồ gỗ và những cái hoạt động gắn với công nghiệp hỗ trợ cũng sẽ có triển vọng nếu chúng ta tham gia được chuỗi và hình thành được những cái chuỗi tốt với các cái... Không chỉ tác động lớn đến kinh tế, các chuyên gia còn cho rằng CPTPP gắn chặt với cải cách thể chế trong các quốc gia, do đó sẽ tạo ra áp lực, cơ hội quan trọng buộc Việt Nam phải cải cách thể chế trong nước thời gian tới, hướng tới hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta đều biết là với Việt Nam, trong suốt cái quá trình hội nhập, và chúng tôi cũng làm rất nhiều những cái đánh giá định lượng. Thì về cơ bản, các đánh giá định lượng ấy đều đánh giá thấp cái tác động của hội nhập đối với Việt Nam. Cái lý do cơ bản là nó chưa tính được đầy đủ hết các cái yếu tố liên quan đến cải cách và cải cách thể chế của Việt Nam. Cho nên cái hiệp định này là rất gắn bó chặt chẽ với cải cách bên trong nền kinh tế, rất gắn bó với cải cách thể chế, cải cách những cái chính sách, cái điều tiết sau đường biên giới. Và đây là cái thời điểm bước ngoặt cho phát triển của Việt Nam. Sau khi CPTPP được ký kết, ngân hàng HSBC cho biết có tới 2/3 doanh nghiệp tại Việt Nam được khảo sát tin rằng hiệp định này sẽ có ảnh hưởng tích cực tới hoạt động kinh doanh của họ. Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đánh giá, với giả định khiêm tốn thì CPTPP sẽ góp phần làm tăng thêm 1,1% GDP cho Việt Nam tính đến 2030. Còn chỉ cần tăng năng suất vừa phải thì CPTPP sẽ góp phần làm tăng GDP thêm tới 3,5%. Thế còn những cái ngành mà được hưởng lợi thì chúng ta đều thấy là những cái ngành hướng về xuất khẩu của Việt Nam chúng ta. Bởi vì thuế suất của nó về cơ bản có lộ trình là sẽ được đưa về 5% hoặc là 0%. Cái thứ hai là nó cũng sẽ hỗ trợ cho một số những ngành ở trong nước. Bởi vì những ngành đó thì có thể nhập khẩu những cái máy móc, thiết bị về sản xuất kinh doanh và thuế suất nó thấp hơn. Thì đương nhiên nó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất kinh doanh và cái chi phí đầu vào ở mức độ là thấp hơn. Và qua đó nó sẽ thúc đẩy cái nền sản xuất kinh doanh ở trong nước và xuất khẩu của Việt Nam chúng ta. Trong bối cảnh đó, xu hướng tự do hóa thương mại không phải nước nào cũng ngoài cuộc được. Tương lai CPTPP có thể không phải chỉ dừng lại ở 11 nước mà còn kết nạp thêm một số nước khác. Có thể bây giờ là 11 nước, nhưng không ngoại trừ khả năng vài năm tới lại là 12 hoặc hơn, và không ngoại trừ Mỹ quay trở lại.
Giờ Bloomberg cũng dự báo các nước thành viên CPTPP sẽ không dừng lại ở con số 11 mà có thể tăng lên 16. Hiện nay, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và Philippines đã ngỏ ý sẵn sàng tham gia hiệp định thương mại này. Việc mở rộng các nước thành viên có thể giúp gia tăng lợi ích kinh tế đáng kể cho các bên liên quan. Theo tính toán, việc CPTPP tăng từ 11 lên 16 thành viên có thể làm tăng gấp 3 lần lợi ích cho các bên, tương đương khoảng 500 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, nhiều hơn so với dự tính ban đầu của TPP. Theo ước tính, nếu như TPP bao phủ 40% GDP, 60% thương mại toàn cầu, thì hiệp định CPTPP chỉ độ bao phủ là 14% GDP, 1/6 thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, thì theo các chuyên gia, mặc dù độ bao phủ thấp hơn, nhưng những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt vẫn không nhỏ, còn nhiều vấn đề mà Việt Nam đang rất hạn chế so với các nước, từ sức ép cạnh tranh hàng hóa đến nguồn nhân lực và kể cả sự lệch pha trong pháp luật. Nhận định về những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trước CPTPP, đại diện doanh nghiệp này cảnh báo, câu chuyện cạnh tranh khốc liệt đã hiện hữu khi ASEAN có hiệu lực hơn 2 năm qua. Đây sẽ là hình ảnh tương lai và thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Việt Nam trước CPTPP. Thách thức thứ nhất là khi mà thuế nó giảm, những cái được hưởng được cái ưu đãi đó thì cái hàng hóa của các cái nước khác trong khối cũng sẽ tràn vào Việt Nam, tạo ra một cái sự cạnh tranh chính trên sân nhà. Đấy, ngay như là hiện nay cái hiệp định ASEAN, thương mại của ASEAN đã có hiệu lực thôi, thì hàng hóa của các nước trong châu Á khi thuế suất bằng không thì đã xâm nhập vào như từ Thái Lan, từ Indonesia, từ Singapore vào Việt Nam, thì cạnh tranh nhất là đối với hàng may mặc, của tạo thành một cái sự cạnh tranh rất là lớn, làm cho trên cái thị trường ở Việt Nam này thì miếng bánh nó đã nhỏ rồi, cái thị phần nó càng được chia nhỏ ra, thì đấy là tạo ra cái sự cạnh tranh đối với lễ tổng công ty 28. Trong khi đó, theo các doanh nghiệp, sự chuẩn bị về máy móc thiết bị công nghệ của doanh nghiệp nước ta phần lớn còn hạn chế. Cái có đi được là cái thị trường xuất khẩu chúng ta sẽ được cởi mở và bớt hạn chế, cũng như là cái sức cạnh tranh. Nhưng ngược lại, những cái đáp ứng ở trong nước về những cái tiêu chí khác, cũng như là cái sự chuẩn bị về mặt kỹ thuật, đầu tư, đặc biệt là công nghệ thiết bị máy móc của chúng ta là chưa có cái sự tức là thay đổi khởi sắc. Về cái nền tảng là công nghệ thông tin của chúng ta thì rõ ràng là cũng đã có một số cái nền tảng công nghệ thông tin khá là tốt, chẳng hạn như là hệ thống gọi là 4G, rồi thậm chí là 5G, rồi mức độ phủ sóng, rồi mức độ thuê bao điện thoại di động chúng ta khá là nhiều. Nhưng vấn đề của chúng ta là cái mức độ ổn định của nó chưa cao, rồi công tác an ninh bảo mật mạng của chúng ta phải nói rằng là cũng chưa phải là tốt. Theo đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi doanh nghiệp trong nước còn trì trệ thì các tập đoàn đa quốc gia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bước đi vững chắc. Nhập khẩu hàng hóa từ Singapore, Malaysia, từ các nước khác ở trong số 10 thành viên của CPTPP mới, thì cái việc mà chúng ta phải nhập khẩu những cái hàng hóa đó, nó tạo ra một cái sự cạnh tranh. Sản phẩm của họ là những cái sản phẩm có chất lượng tốt, hàng hóa có thể là hàng hóa trong một vài loại hàng hóa có còn rẻ hơn là hàng nội địa của chúng ta. Không chỉ cạnh tranh về chất lượng hàng hóa, yếu tố nhân lực cũng là một trong những thách thức hàng đầu mà Việt Nam phải đối mặt. Bên cạnh nhân lực, yếu tố mà các chuyên gia đặc biệt lưu tâm là sự lệch pha trong pháp luật Việt Nam so với các nước trong khối CPTPP. Với cái điều kiện như hiện nay thì rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc để làm. Vì là từ những cái điều kiện về chuẩn mực hoạt động của doanh nghiệp, lẫn là một số những vấn đề về thể chế, đặc biệt vấn đề về lao động, về công đoàn, vấn đề về cái điều kiện về môi trường, về sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp, hay là vấn đề về tôn trọng các cái phát triển về bền vững, vân vân, rất nhiều cái để TV đặt ra tiêu chuẩn cao,
thì chúng ta còn nhiều việc để có nhiều doanh nghiệp đáp ứng cái điều kiện đấy, cũng như là nhà nước phải thay đổi khá là nhiều và cũng rất nhiều việc để coi như là phù hợp với lại cái yêu cầu và chuẩn mực đặt ra đối với lại quốc gia khi mà tham gia cái hiệp định này. Như vậy thì hiện nay lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vẫn rất đông đảo, chiếm hơn 97% doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Trong khi đó, khả năng nắm bắt những luật chơi quốc tế của những doanh nghiệp này rất hạn chế. Đây sẽ là một trở lực lớn của Việt Nam trước CPTPP, được đánh giá là một trong những hiệp định thương mại quan trọng bậc nhất nhằm gỡ bỏ các rào cản thương mại giữa 11 nền kinh tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiệp định sẽ mở ra những cơ hội lớn cho kinh tế Việt Nam. Nhưng nếu những thách thức trên vẫn tồn tại, không được khắc phục thì những cơ hội sẽ trở thành thách thức cho Việt Nam. Cũng theo dự báo, CPTPP là thách thức lớn đối với các nhóm ngành hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa, với kim ngạch nhập khẩu lớn từ các nước tham gia hiệp định như đồ gia dụng, ngũ cốc, v.v. Trong số các quốc gia tham gia CPTPP, Việt Nam có trình độ phát triển thấp nhất nên sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Do đó, để tận dụng được những cơ hội mà hiệp định này mang lại thì đòi hỏi sự nỗ lực của cả chính phủ và doanh nghiệp. Những ghi nhận sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Để đảm bảo hiệp định CPTPP nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân Việt Nam, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan tiến hành tuyên truyền phổ biến về nội dung và tác động của hiệp định tới công chúng. Chính phủ cũng tiếp tục cho triển khai việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để thực thi các cam kết của hiệp định CPTPP. Thế thì ở đây thì chắc chắn là Bộ Công Thương và Chính phủ sẽ tiếp tục nhiều nỗ lực đến mức tối đa để tiếp tục là có những cái cải cách kể cả hành chính cũng như là thủ tục hành chính, rồi kể cả về thể chế để tiếp tục hoàn thiện về cái bộ máy quản lý của chúng ta, hoàn thiện về cái môi trường sản xuất kinh doanh của chúng ta theo hướng là đơn giản hóa và minh bạch hóa để tạo thuận lợi tối đa cho tất cả các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như là những cái điều kiện cụ thể để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm, cắt giảm chi phí của doanh nghiệp. Theo đó, ngay khi hiệp định được thống nhất, Bộ Công Thương đã công bố toàn văn hiệp định CPTPP, lời văn tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt lên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để tạo điều kiện cho công chúng và cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nội dung của hiệp định này. Thì tôi cho rằng là với mỗi cái bộ ngành trong đó có Bộ Công Thương, chúng ta cũng phải đánh giá ngay và trong một cái thời mà có thể nói một cái yêu cầu rất là cấp bách để xem những cái tác động và cả về dài hạn và đặc biệt là những cái ngắn hạn. Nó sẽ tác động như thế nào đến từng cái lĩnh vực cụ thể từ nhiều khía cạnh, cả từ về gọi là cái năng lực cạnh tranh sản phẩm của chúng ta, khả năng tiếp cận công nghệ của chúng ta, tác động đến cái thị trường lao động của chúng ta, tác động đến người lao động của chúng ta và tác động đến cả các khía cạnh về gọi là quản lý và ứng dụng công nghệ của chúng ta, vân vân. Chính phủ cam kết tiếp tục xây dựng một chính phủ kiến tạo, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, quyết liệt đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự liên thông giữa các bộ ngành để nâng cao tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh, thúc đẩy kết nối và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài. Bởi vì hiện nay cái khối doanh nghiệp nhỏ vừa các nước rất là lớn. Ở Nhật Bản thì có đến 98% là các doanh nghiệp nhỏ vừa. Rồi kể Hàn Quốc cũng vậy. Rồi Mỹ, rồi các nước ở trong khối đó thì chúng ta tạo ra một cái môi trường để hút các cái nguồn đầu tư từ phía các cái doanh nghiệp nhỏ vừa tại các nước để đầu tư rồi liên kết hợp tác với các doanh nghiệp nhỏ vừa của Việt Nam. Bởi vì như thế thì chúng ta mới tạo ra một cái sự đồng nhất, học hỏi vấn đề về kinh nghiệm, chuyển giao vấn đề về khoa học công nghệ, kể vấn đề về cái nền quản trị, rồi hành chính, rồi nền quản trị, kinh nghiệm, vấn đề về thương trường, về mặt quốc tế thì cũng chia sẻ để làm sao chúng ta không chỉ đáp ứng về mặt thị trường mà chúng ta cũng hỗ trợ và giúp cho các doanh nghiệp nhỏ vừa để làm sao chúng ta song hành và cũng đồng thuận để thay đổi để làm sao cái mô hình của doanh nghiệp nhỏ vừa các nước cũng phù hợp với cả doanh nghiệp nhỏ vừa của Việt Nam. Và với tinh thần đấy thì cái việc mà tiếp tục đổi mới công nghệ đồng thời là lựa chọn những sản phẩm chủ lực phù hợp để tập trung các cái đầu tư và các cái giải pháp tổng hợp là rất cần thiết. Cái thứ ba nữa là đặc biệt là phải áp dụng các quy chuẩn của các nước thành viên trong TPP-11 để đảm bảo chúng ta liên kết được thành chuỗi và đáp ứng được những hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu của chúng ta. Bên cạnh sự nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành, các chuyên gia kinh tế cho rằng để CPTPP sớm đi vào cuộc sống, mang lại những kết quả quan trọng cho doanh nghiệp và nền kinh tế, bản thân các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong việc tận dụng những cơ hội từ CPTPP mang lại. Thực ra thì với ngành dệt may thì chúng ta chủ yếu là xuất khẩu. Chứ còn việc nhập khẩu từ các nước ngoài về thì nó rất là hạn chế. Và với doanh nghiệp Việt Nam thì dệt may Việt Nam thì tôi nghĩ là chúng ta phải cố gắng là đổi mới công nghệ,
quản lý, thay đổi cái cách quản lý và tạo ra, thúc đẩy cái năng suất và nâng cao thu nhập cho người lao động thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tham gia thị trường. Với những giải pháp này, cùng với sự chủ động của doanh nghiệp và mỗi người dân trong việc tìm hiểu thông tin, chuẩn bị cho mình một tâm thế cạnh tranh khu vực và quốc tế, có tư duy sáng tạo, đổi mới và sự nhạy bén trong kinh doanh, có kế hoạch xây dựng năng lực, đặc biệt về thương hiệu hay uy tín và chất lượng để làm ăn quy mô và dài hạn trong tương lai, chính phủ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tận dụng tốt các cơ hội mà Hiệp định CPTPP mang lại để tiếp tục phát triển vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.